Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em về một số cái máy rửa xe này, cũng còn khá là đẹp nha, ok luôn. Dụng cụ đồ này có rìu Mỹ này, rất là đẹp luôn, còn mới nguyên nha. Rồi đi nhanh vào từng món nha. Ở đây mã số E1, cái này là một chiếc máy rửa xe. Đó. Máy rửa xe, cái này thì dây rợ còn nguyên nha, dây cũng rất là dài luôn. Điện của nó xài là điện 100V nha, cũng còn khá mới, khá đẹp. Cái này thì thiếu mất, không có vò nha, cái này không có kèm vò xịt đâu. Còn các phụ kiện khác thì còn nguyên. Này đã bao test hơi cho các bác nha, bao test chạy cho các bác nha. Còn về phần hơi á, thì mình về nhà mình phải xúc lại bình, xúc lại cái phần lọc, bộ lọc các thứ của nó. Đó. Thì bác nào làm quen rồi thì bác cũng biết rồi. Đó. Chứ nó không thể nào mà nó nguyên vẹn luôn cho mình được. Về mình xúc lại. Còn máy thì báo chạy rồi nha. Đó, con máy mã số E1 này. Đó. Thì sau đây em sẽ test máy cho các bác nha. Bây giờ em sẽ test máy cho mọi người nha. Này chạy điện 110 nhá. Rồi, con mã số E1 này. Đó. 690k, giá thanh lý cho các bác luôn. Còn một vài con thôi. Rồi mã số E2. Con này thì nó bị hư công tắc rồi. Đó, hư công tắc nên em cũng không có test máy ấy nha. Đó. Về thì các bác chỉnh sửa lại. Đó. Rồi mình sửa chữa lại thôi. Giá này là giá vé chai luôn, vé xả luôn. Đó. Giá xả lỗ luôn. Về các bác chỉnh sửa lại thôi. Con này cũng còn khá là mới, khá đẹp luôn. Chạy điện 110 nha. Đó, dây điện còn nguyên, không có hư hại gì. Chúng ta đẹp nha. Này mã số E2 450k. Rồi. Tiếp theo mã số E2B. Đó. Con dao đề 3 thép thủ công. Rất là đẹp luôn, cái này hai mặt này. Đó. Dài khoảng 16 cm nha, bản 5,5 phân. Đó. Dày khoảng trong này là 4 ly này. Đó. Này thì vệ sinh em chưa có vệ sinh kỹ, về các bác nào mà muốn sáng đẹp hơn thì mình vệ sinh lại thôi. Đó, kiểu giống như dao bầu luôn. Cán thiết thì cũng còn ok nha. Chặt gà, chặt vịt, thái đều được. Này mã số E2B 250k. Mã số E3. Đó, dao thái cũng khá là lớn. Đó, đây nó có cái gầm này. Đó, cầm thái thịt, thái đồ. Thái nhiều, cái này nó dày khoảng gần 2 ly nhá, gần 2 ly. Chưa có vệ sinh nhá, về bác đánh chùi lại thôi. Tại đợt này cái máy móc nó hơi kém nên em chưa có vệ sinh được. Đó. Bán giá xả bác luôn. Con này thì cũng khá là dài, bản lớn. Cái mã số E3 200k. Đó. Về mình đắp cán là ok rồi. Mài rũa lại nha. Mã số E4 là một chiếc rìu, là rìu Mỹ. Cán van này. Đó. Còn khá là đẹp nguyên luôn. Còn bảy, không sứt sẹo gì nha. Đó. Con này thì con này nặng thì khoảng gần 1,2 kg nha. Đó. Gần 1,2 kg. Về mình ráp một cái cán kiểu cán đẹp thế là ok rồi. À. Mã số E4 360k. 360k một lưỡi rìu nha. Mã số E5 một chiếc túi nhung. À. Này hàng bãi về đây. Kiểu dáng của nó thì cũng khá ok. À. Để chắc mình phải giặt lại. Túi này thì còn mới nguyên chưa qua sử dụng. Để ngoài bãi thì nó hơi bụi một chút, về mình vệ sinh lại một chút là được.
cho các cụ này. Tôi có cái này có một ngăn đâu, một ngăn đâu, rất là dày dặn luôn. Đây, đeo này, một chiếc túi như thế này, mã số E5 180k. Mã số E6 đây, một bộ này. Bộ này rất nhiều cái túi nhỏ. Cái này mấy ngăn luôn này. Cái này là gài, cái túi gài. Ngoài này không biết đèn gì, chắc là đựng này, cho dành cho các bé nhỏ đựng bút đồ cũng được này. Đó, khá đẹp luôn. Cái túi sách này có cái dây dây để sách này. Đó, hai ngăn nha, hai ngăn, ngăn khóa này, một ngăn gài này. Đây có tổng cộng là 1 2 này, 3 này, 4 này, 5. 5 chiếc túi nha. Đó, 5 chiếc túi nhỏ như thế này, mã số E6 180k. Cả giống nhau nha. Nguyên tem mác luôn. Đó, hàng này hàng siêu thị giặt ra nha. Mã số F7. Đây một bộ ghi chén, bộ khay này, trong cái ăn cơm nhỏ. Đó, cái này 300 ml này. Inox nha, inox còn rất đẹp nha, với nguyên chưa qua sử dụng. Này lúc của mình có thể dùng để nấu đồ này, đi picnic du lịch dã ngoại. Đó, có thể cầm để nấu đồ này. Đó, hoặc là mình có thể thay thế chén ăn cơm cũng được. Đó, này bóp vào này, mình gấp vào thì thành một cái chén ăn cơm thôi. Đó, bộ 5 chiếc như thế này, 5 chiếc và hai cái vân làm bánh thì con thỏ rất là đẹp luôn. Đó, một bộ mã số E7 180k nha, một bộ. Đó, sạch sẽ, đảm bảo an toàn, inox nha. Đó, mã số E8 chiếc chảo lòng rất là sâu luôn. Đó, đây là đế bằng nha, đế bằng. Cái này nấu cả bếp ga bếp từ đều được nha, bếp ga bếp từ đều được, rất là đẹp luôn. Cái quai tay cầm của nó này, ốc cực lớn luôn, nó chắc chắn nha. À, không sợ gì long chóc. À, mặt chống dính này, chiên cơm trên đồ thì cực kỳ hợp lý luôn. À, một con cá to bỏ vô cũng được. Cái chảo này nó khoảng 35 cm nha. À, đường kính là 35 cm, chảo siêu lớn luôn. Mã số E8 250k. 250k một chiếc, nấu ra cái từ đều được nha. Mã số E9 này, một chiếc tăng đơ nha, tăng đơ. Đây, cái tăng đơ này cũng khá là đẹp nha. Đó, xài pin sạc, đây có bộ sạc của nó này, 1860 nha. Đó, rất nhỏ gọn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cũng khá là mạnh nha, êm. Đây có kèm theo một bộ ba cái cữ này, ba cữ, bốn cữ nha, bốn cữ. Vệ sinh lưỡi này. Đó, một chiếc tăng đơ như thế này, mã số E9 150k, 150k một chiếc nha. Mã số E10, một cặp và hai cái vòi xịt hơi, vòi xịt hơi này nhựa này. Đó, cũng khá đẹp luôn. Một bộ hai chiếc như này, mã số E10 90k nha, 90k một bộ. Mã số E11 bộ gồm mà hai món nha. Bộ lấy dấu này, đục lấy dấu, ba chiếc nha, ba chiếc đục lấy dấu và một bộ vít sao. Đó, vít sao đầy đủ kích cỡ luôn, T9 10 15 20 25 27 30. Đó, có chuper nha. Đó, hai món có chuper. Mã số E12, một chiếc đục đục bê tông Mokuba Japan, còn mới nguyên luôn, chưa qua sử dụng nha, chưa qua sử dụng. Đầu này đầu 10 13 nha.
dài khoảng 30 cm, mã số E12 150K đục bê tông, mã số E13 một cặp, mà cặp kim mở phe nha, kim bóp phe. Đây một cái là lưỡi thẳng này, một cái là lưỡi cong, cặp oxy, một cặp như này mã số E13 120K kim phe, dài 175 7 inch, mã số E14. Cái này là một bộ lục giác màu sắc rất đẹp luôn, lục giác 7 sắc cầu vồng, hai đầu nhé, là hai đầu, một đầu tròn này, gồm 9 cây đầy đủ các kích cỡ luôn. Rồi một bộ lục giác như thế này, mã số E14 170K, E15 này, một chiếc kìm đa năng, em chiếc kìm đa năng nha. Cái này gấp gọn có bao da luôn này. Trong này thì nó cũng kèm theo một số cái đầu mũi vít này, đó, để mở ốc này, vít này, khui bia, khui đồ hộp này, cần theo đi dã ngoại picnic. Cái đầu này này, này không có máy quay, này em cần một tay, nó rất là khó để mở cái đầu trong người ta. Đầu trong này thì mình lắp vào cái bộ đây, bộ ốc như vậy này, các đầu vít lắp vào, cái cữ này sạc tiện dụng, gọn nhẹ nhé. Đó, một bộ kìm đa năng như thế này, mã số E15 140K. Mã số E16 bộ mũi khoan khác Utica, đây thì cũng giới thiệu video trước rồi. Một bộ này gồm 5 mũi nha, 5 mũi, 5 mũi khoan đầy đủ các kích thước cho các bác luôn, xài cũng cực kỳ là ok, khá là bền, không có rất là lâu 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 cùn nha, khoan sắt khoan đồ hợp lý luôn, hộp cực đẹp nha, hộp nhôm. Mã số E16 250K, mã số E17 viên đá bùn, viên đá bùn dài trong gia đình để mài bóng mài bén một số cái da. Viên này mã số E17 80K nhé, 80K một viên đá bùn. Mã số E18 cây rìu nhỏ, cái này nặng khoảng 500 g nhé, 500 g. Kiểu dáng cũng khá là lạ, đặc biệt luôn. Đây phun cán nhé, phun cán bọc đầu luôn, ốp giống kiểu ốp xương như đây. Gọt đẽo chặt hoặc là mình cái này thì dùng chặt gà chặt vịt cũng khá là ok nhé. Gọn nhẹ. Mã số E18 320K. Đẹp không gì nhá. Cái này mình bảo quản sạch sẽ. Rồi, mã số E19. Một chiếc cả cả hoa châu. Cả hoa châu có xe mắc nha. Cái này là 90 phân nhé, đoạn ốc này của nó thì khoảng 90 phân nhé, 90 phân rất chắc chắn luôn. Cả hai cháu về mình siết lại mấy con ốc này thì cho nó cứng cáp là được, cực kỳ dày dặn. Một chiếc cả hai cháu như thế này, mã số E19 260K. Mã số E20, E20 con dao dao đi phượt, dao nhỏ Colombia rất là đẹp luôn, cán gỗ này, cán lưỡi của nó dày khoảng 4 ly nhá, dày 4 ly, phun cán luôn, kiểu dáng cực kỳ đẹp nha, không gì, khâu cũng rất là đẹp, dày dặn,
Con này dài khoảng 10 16 cm nha, 16 cm. Đấy, cán làm khuyết tay này, chắc chắn có bọc luôn, bọc bảo vệ luôn. Đó. Một con như thế này, mã số E20, 370k, 370k nha. Mã số E21 này, một bộ muôi thìa muỗng lĩa, còn cái này không biết là cái gì. Đó, đồ mạ vàng đây. 24KGP này, 24KGP. Về các bác đánh bóng lại nha, cái này thì em chưa có đánh bóng, còn khá đẹp nha. Bộ này cũng mười mấy cái đó, 14 15 cái. Đó. Còn một ít trong nhẹ xạ các bác luôn nha. Mã số E21 200k. Đó. Rất là đẹp luôn, mạ vàng. Mã số E22. Một cái kéo cắt gà, cắt thịt thả đều được nha. Đó. Cái này trong này nó có cái lò xo này, lò xo. Đó, tự đẩy lên nha. Đó. Đây. Lưỡi của nó có răng chống trượt nha. Đó. Cắt vịt, cắt gà đều được. Nhà nào có em bé thì mình xài tiện dụng, nhiều khi cắt thịt, cắt thả, tôm cua, mực ghẹ gì đó, mình cắt đều được nha. Lưỡi rất là dày, dày khoảng 3 ly hơn nha, 3 ly hơn, sạch sẽ, không gì, cán cực đẹp luôn, chắc chắn. Đây có khóa của nó này, tự gấp vào luôn, gọn gàng, dài lớn nha. Đây có kèm theo một chiếc lò xo dự phòng. Đó. Nó so ở trong cái phần hõm này của nó nha. Rồi một chiếc kéo cắt như thế này, mã số E22 250k. Phần này thì mình có thể tháo lưỡi ra để mài giũa được nha. Mã số E23. Chiếc búa còn LS, thương hiệu đến từ Đức. Rất là dài luôn. Đây dài khoảng 40 cm. Cán này không gì nha. Khá là chắc chắn, bọc cao su. Đây phần này răng chống trượt này, đầu búa răng chống trượt, có nam châm này, hai mức đinh đóng mớm nha. Phần lưỡi nhổ đinh của nó cũng hai hai cạnh luôn, nhổ đinh lớn đinh nhỏ này, hai đầu nhổ đinh rất là đẹp. Rồi một cái búa như này, mã số E23, 220k nha. Cây nặng khoảng 750 g nha. Đó, các bạn size lớn. Rồi mã số E24. Một con dao Nagiri rất là đẹp. Khâu liền này, đó, khâu liền. Đây, cán gỗ của nó này. Không biết gỗ gì nhưng mà cũng khá là ok nha. Bọc đầu này. Này thì nó đem hã giã hành giã tỏi cũng được luôn, sạch sẽ chắc chắn nha. Cũng khá là sắc nha các bác. Dài 16 cm, 16,5 cm, bản 5 phân nha, 5 phân. Katazuki, mã số E24, 260k. Thép không gỉ nha. Thực ra thì cái này nó không gỉ nhưng mà nó cũng là ít gỉ nha các bác. Mình sử dụng thì mình vẫn nên bảo quản nước khô ráo nha, chứ còn nó ngâm nước nhiều quá hoặc là tiếp xúc với muối nhiều quá thì nó không tốt. Đó. Để đảm bảo cho cái độ sắc bén của nó thì nó phải pha chế một chút carbon rất là nhiều nên là nó sẽ có thể han gỉ được, chỉ ít gỉ thôi. Mã số E26, cái này E26 là một cái xẻng, vừa xẻng mà vừa xẻng gấp gọn, xẻng gấp gọn. Đây cán của nó thì này mình xoáy ra nhé, mình ấn sang bên này, mình sẽ đưa hết ra được này. Đó. Xoáy vào là chắc thôi. Lúc nào các bác muốn gấp vào, mình xoáy ra, mình đẩy sang bên này là nó có cái khóa ở đây. Đó, thì mình sẽ gấp được. Còn khi mình xoáy vào thì nó sẽ chắc. Đó. Cái cán nó sẽ kéo dài ra được nha. Đó. Chiếc xẻng nhỏ gấp gọn.
rất là đẹp luôn. Cái này dài khoảng 14 cm nha, bằng 16 cm, bảng ngang này là khoảng 10 13 nha. Cán này là cán nhựa, nhựa tổng hợp, cũng cực kỳ cứng cứng cáp nha, chắc chắn nha. Cán này thì dài khoảng 40 cm, cán dài 40 cm. Rồi một chiếc xẻng gấp gọn như thế này, mã số E26, 220k, 220k nhé. Thế nó ghi chữ gì cũng không rõ lắm này. Mã số E25, chiếc ấm siêu tốc, ấm siêu tốc của Hàn Quốc đây, Korea này. Này bình của nó là 2 lít nhé, 2 lít. Cái bình của nó thì là bình thủy tinh nha, cực kỳ chắc chắn nha, nó không có dễ vỡ đâu các bác. Này báo test cho các bác nha. Mới nguyên chưa qua sử dụng đâu. Chiếc này mã số E25, 150k. Mã số E27, chiếc bơm dầu, bơm nhớt, size cực kỳ lớn luôn, còn mới nguyên. Này cũng còn rất là ok, đầy đủ chi tiết luôn. Size lớn dành cho các bác nào bơm máy lớn, xe xe lớn đó. Này thì em cũng có bơm tại vì nó còn đang có mỡ ở trong này, mỡ thì nó sẽ ra nhà mất. Đó. Rồi một chiếc bơm mỡ như thế này, mã số E27, 220k, size lớn nha. Đây, đằng sau nó là cái xích này. Rồi trên đây thì một số món đồ ngày hôm nay, bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.